Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của những bất ngờ. Anh chị em có nghe câu này bao giờ chưa? Và anh chị em có biết là ai nói câu này không? Đức Giáo Hoàng Francisco nói đấy. Và không chỉ nói một lần mà nói nhiều lần. Và đương nhiên khi Ngài nói như thế thì không chỉ là Ngài dựa vào cảm tính hoặc là kinh nghiệm cá nhân của Ngài, nhưng mà là có cơ sở Kinh Thánh. Thế thì những bài đọc Kinh Thánh hôm nay cách nào đó cũng là một minh họa để giúp chúng ta hiểu tại sao Đức Giáo Hoàng nói Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của những bất ngờ. Anh chị em nghe trong bài đọc thứ nhất cái câu chuyện về tiên tri Elia được gặp Chúa trên núi Horeb. Nhưng mà mình phải đặt câu chuyện này vào trong toàn bộ cuộc đời của tiên tri Elia thì mới thấy rõ. Elia là một vị tiên tri nổi tiếng thời Cựu Ước. Ngài được ví như là ngọn lửa vì lòng nhiệt thành của Ngài đối với công việc nhà Chúa. Và cuộc đời của Ngài gắn với những sự kiện nổi tiếng, đặc biệt là việc Ngài thách thức các thầy tư tế của đạo Ba-an dâng hy lễ trên núi Các-mền. Anh chị em biết là thời bây giờ dân Do Thái tin Chúa đấy, đọc kinh cầu nguyện đấy. Thế nhưng mà một đằng khác thì lại vẫn chạy theo đạo Ba-an. Thành thử ra tiên tri Elia mới thách thức các thầy tư tế Ba-an là bây giờ cả hai dâng hy lễ ở trên núi Các-mền, cầu khẩn với thần linh của mình. Và nếu thần linh nào mà ban lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ thì đấy mới là Thiên Chúa đích thực. Các ông nhận lời. Thế là một bên là các thầy tư tế Ba-an và một bên là tiên tri Elia lên núi Các-mền dâng hy lễ. Mấy ông đạo Ba-an đọc kinh cầu nguyện suốt từ sáng đến buổi trưa cũng chưa thấy gì. Đọc tiếp suốt từ trưa cho đến chiều cũng không thấy gì. Cái tiên tri Elia, Ngài mới cầu khẩn Chúa, xin Chúa ban lửa xuống để cho dân Chúa thấy rõ Chúa là ai. Và họ không có đi khập khiễng hai chân nữa, mà thực sự là phải trung tín với Chúa đến cùng. Là Chúa ban lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ. Nên là dân Do Thái thấy rất rõ đâu là vị Thiên Chúa đích thực mà mình phải tôn thờ. Thế nhưng anh chị em biết không, cái bà hoàng hậu thời bây giờ bà ấy lại nghiêng về đạo Ba-an. Thành thử là khi mà bà ấy nghe cái chuyện này thì bà ấy tức điên lên. Bà ấy ra lệnh là phải truy lùng cái ông Elia này, giết cho bằng được. Thế là tiên tri Elia phải chạy trốn, chạy lên núi Horeb là núi của Chúa. Và lúc đấy mới có câu chuyện hôm nay anh chị em mới nghe. Cuộc đời của tiên tri Elia gắn với những sự kiện kinh thiên động địa như vậy. Thế thì bây giờ hỏi là Chúa đến với ông bằng cách nào? Chắc là Chúa cũng phải đến bằng một sự kiện kinh thiên động địa chứ, phải không? Hóa ra là không. Chúa không đến trong cơn gió bão, Chúa cũng không đến trong cơn động đất, mà Chúa đến trong cơn gió hiu hiu, rất nhẹ nhàng, rất êm đềm. Làm sao mà Elia không bất ngờ được? Ngoài sự tưởng tượng của mình, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của những bất ngờ.
Thế rồi trong câu chuyện tin mừng, anh chị em cũng nghe Thánh Matthew kể, các môn đệ Chúa Giêsu trên con thuyền mong manh giữa biển Galilê trong đêm tối, bão tố sóng gió chập chờn. Và chính lúc ấy Chúa Giêsu đến với các môn đệ, nhưng mà các ông ấy trong đêm tối nhìn thấy có một bóng người đi tới, các ông sợ quá, ông la lên là ma. Ôi ơi, thầy của mình, vị thầy rất là thân thương gần gũi với mình, bao nhiêu ngày tháng ở bên cạnh thầy dạy dỗ hàng ngày, vậy mà bây giờ kêu là ma. Bởi vì các môn đệ không thể tưởng tượng được Chúa lại đến bằng cái kiểu đó. Cho nên anh chị em thấy không, tôi không có nói đâu xa đâu, tôi dựa vào các bài kinh thánh này để chúng ta thấy là Đức Giáo Hoàng Francisco hoàn toàn có lý khi mà Ngài nói rằng Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của những bất ngờ. Thế tôi xin hỏi anh chị em, trong cuộc đời của anh chị em, có lúc nào mà anh chị em cảm nhận là Chúa đến với mình quá bất ngờ, không có như mình tưởng không? Có. Tối hôm nay mà có giờ rảnh ấy, thử nghĩ lại coi cả cuộc đời mình xem có lúc nào Chúa đến rất là bất ngờ. Cái bản thân tôi là tôi thấy rõ lắm. Nhưng ngay cả ngày tôi được chịu chức linh mục đối với tôi cũng là rất bất ngờ. Thế bây giờ chúng ta đặt cái câu hỏi là tại sao? Tại sao mình lại bị bất ngờ khi Chúa đến? Là bởi vì cách nghĩ, cách nhìn, cách đánh giá của Thiên Chúa không giống của chúng ta. Loài người chúng ta thường nhìn cái bên ngoài, Thiên Chúa lại nhìn vào tâm hồn. Anh chị em nhớ chuyện tiên tri Samuel trong Cựu Ước. Chúa sai Samuel đi sức dầu phong vương cho một người con trong gia đình của ông Jesse. Ông này có nhiều con lắm. Thế thì khi tiên tri Samuel đến nhà ông, gặp cái anh con trai lớn, anh hai cao lớn đẹp đẽ, tiên tri Samuel mới nhủ thầm, chắc chắn đây là người Chúa chọn đây làm vua. Chúa nói làm sao? Không phải đâu, loài người các anh chỉ nhìn diện mạo bên ngoài, còn Thiên Chúa nhìn sâu trong tâm hồn. Thế rồi hết anh hai đến anh ba, đến anh tư, đến anh năm, Chúa chả chọn anh nào. Cuối cùng Chúa chọn cái đứa con út tên là David. Nó đang đi chăn chiên ở ngoài đồng, phải gọi nó về. Nó còn nhỏ, có mái tóc hung, có đôi mắt rất đẹp, có khuôn mặt xinh xắn. Sau này là vua David ấy. Cái loài người chúng ta thường nhìn cái bên ngoài, còn Thiên Chúa lại nhìn trong tâm hồn. Nhất là thời buổi mà anh chị em và tôi đang sống đây, thời buổi của bao bì và mẫu mã, cho nên làm sao cho thật hấp dẫn ở bên ngoài. Và vì thế người ta làm đủ thứ giả hết. Xin lỗi, đến cả trong ngành giáo dục cũng bằng giả nữa. Một ngành mô phạm nhất mà cũng bằng giả đó thì còn gì. Chú trọng cái bên ngoài thôi. Thế trong một bối cảnh như vậy mà Chúa đến với một dáng vẻ rất là khiêm tốn, cái bên ngoài nhìn rất là đơn sơ, thế sao mình nhận ra Chúa được? Một lý do nữa, loài người chúng ta thường chú trọng đến vật chất, mà Thiên Chúa thì đề cao giá trị tinh thần. Anh chị em có nhớ câu chuyện bà quá mà bỏ tiền vào đền thờ không?
Ở đất nước Do Thái lúc bấy giờ cả nước chỉ có một đền thờ thôi là Jerusalem, còn ở các làng mạc là chỉ có hội đường thôi. Và tại đền thờ Jerusalem có hòm bia của Thiên Chúa, cho nên quan trọng lắm. Và vì thế người ta đóng góp cho đền thờ, dâng cúng cho đền thờ rất là nhiều. Chúa Giêsu và các môn đệ ngồi quan sát. Chúa thấy một bà quá, bà ấy bỏ vào hòm tiền nhà thờ có 2 xu. Như vậy mà Chúa khen bà ấy, bảo bà này bỏ nhiều nhất này. Bởi vì những người khác người ta chỉ bỏ cái của dư thừa của người ta, còn bà này, bà ấy bỏ tất cả những gì bà có để sinh sống. Thiên Chúa không nhìn vào số lượng vật chất, mà Thiên Chúa nhìn vào giá trị của tâm hồn, giá trị tinh thần. Thế nếu bây giờ mà Chúa đến với chúng ta với một cái dáng vẻ nghèo khó về mặt vật chất, không hấp dẫn, thế thì anh chị em và tôi khó nhận ra Chúa lắm. Nhưng vào cuối cùng, loài người chúng ta sống trong hiện tại và mình nghĩ đến tương lai, nhưng mà thường chỉ là một tương lai ngắn hạn. Còn Thiên Chúa luôn hướng chúng ta đến tương lai vĩnh cửu. Anh chị em Chủ nhật nào cũng đọc kinh Tám Mối Phúc Thật, cứ nhớ lại thử mà coi. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Các mối phúc khác cũng như vậy, luôn luôn là Chúa hướng lòng chúng ta đến nước trời, gia nghiệp vĩnh cửu, một cái tương lai vĩnh cửu, chứ không chỉ là tương lai ngắn hạn trong cuộc sống trần thế này. Bởi vì cách nhìn của Thiên Chúa khác như vậy đó. Thế cho nên khi mà Ngài đến với chúng ta là mình dễ bị bất ngờ lắm. Vậy thì anh chị em và tôi được mời gọi để mình tập làm quen với cách nhìn của Thiên Chúa. Quan tâm đến cái bên trong, nội tâm hơn chỉ là cái bên ngoài. Quan tâm đến những giá trị tinh thần, chứ không chỉ là vật chất, mặc dù chúng ta cần vật chất để sống. Và quan tâm không chỉ là tương lai ngắn hạn, mà là tương lai vĩnh cửu, là đời sống vĩnh hằng Chúa ban cho chúng ta. Tập làm quen với cách nhìn của Thiên Chúa như vậy, để trong mọi hoàn cảnh của đời sống, ta có thể nhận ra sự hiện diện và đồng hành của Chúa trong cuộc đời của mình. Kể cả trong những hoàn cảnh khó khăn, thử thách nhất, bên tai chúng ta vẫn vang vọng tiếng nói của Chúa nói với các thánh tông đồ ngày xưa: cứ yên tâm, Thầy đây, đừng sợ. Và có Chúa thì sẽ có bình an, có niềm vui, có sự sống. Amen.